Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Việt Nam. Mưa như rút nước, đường Sài Gòn ngập như sông. Vào chiều ngày 19 tháng 5, cơn mưa kéo dài gần 1 giờ trút xuống thành phố Sài Gòn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu. Ngập nặng nhất là trên xa lộ Hà Nội, đoạn hai đầu cầu Rạch Chiếc thuộc quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Nước ngập gần hết bánh xe máy làm hàng loạt phương tiện bị chết máy. Người dân phải hì hục đẩy xe vượt qua sông trên đường. Ghi nhận chỉ trong khoảng 15 phút đã có 2 trường hợp người đi xe máy bị ngã xuống khu vực nước ngập. Tài sản và điện thoại bị ướt. Mỗi khi có xe buýt, xe khách chạy qua tôi phải gồng mình để giữ xe. Sóng nước văng tung tóe. Ngập kiểu vậy các học sinh đi về sẽ rất nguy hiểm. Anh Nam là người đi đường đã nói. Mưa lớn cũng gây ngập nặng tại các khu vực như đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức. Hàng loạt người đi xe máy bị ngã xuống đường do nước cuốn. May mắn là không có ai bị thương. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn mưa chiều nay, đường Tô Ngọc Vân, nút giao cắt với đường sắt Bắc Nam thuộc quận Thủ Đức, cầu Bến Ngọc, Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp, quận 9, Lương Định Của dưới góc cầu Thủ Thiêm, là quận 2, Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh cũng bị chìm trong biển nước suốt cơn mưa đầu mùa cực lớn. Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 21 diễn ra tại Hà Nội vào tuần tới. Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 21 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết như vậy, vào hôm 19 tháng 5, đại diện phía Hoa Kỳ tham gia đối thoại lần này là quyền trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, bà Virginia Bennett. Đại diện phía Việt Nam là ông Vũ Anh Quang, Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đối thoại lần này giữa hai nước sẽ thảo luận một loạt các vấn đề, bao gồm tầm quan trọng của việc tiếp tục quá trình trao đổi luật pháp, pháp quyền, tự do biểu đạt, tự do lập hội và tụ họp, tự do tôn giáo, quyền của người lao động, người tàn tật, chống kỳ thị, hợp tác đa phương và một số trường hợp cá nhân đáng quan tâm. Trong thông cáo của mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định vấn đề nhân quyền là một phần quan trọng trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và những tiến độ đạt được trong các vấn đề nhân quyền sẽ giúp cho quan hệ hai nước đạt được tiềm năng như mong muốn. Trước đó, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm vào Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, 11 tháng 5 tại Washington, D.C., Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động cho biết tại đối thoại lần này, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị. Theo Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, Việt Nam hiện vẫn giam giữ hơn 90 tù nhân chính trị. Việt Nam luôn bác bỏ có tù nhân chính trị bị giam giữ ở Việt Nam, kính thưa quý vị. Xe tải gây sập cầu ở Long An làm ô tô lật xuống sông. Vào chiều ngày 19 tháng 5, ông Nguyễn Văn Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cộng xã xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, cho biết do xe chở quá trọng tải khi lưu thông qua cầu, khiến cầu cây Tân Đức sập hoàn toàn. Giao thông qua tuyến đường này bị tê liệt. Khoảng 14 giờ cùng ngày, tài xế điều khiển ô tô tải mang biển số Lâm Đồng chở đầy hàng hóa trên phương tiện, chạy theo hướng khu công nghiệp An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, qua cây cầu Tân Đức nối liền xã Lạc Tấn ra tỉnh lộ 833 và quốc lộ 1. Khi đến giữa cầu, do xe có trọng tải quá nặng, cây cầu lắc mạnh rồi nghiêng sang một bên và đổ sập. Lúc này, mực nước sông đang ròng nên phương tiện chỉ bị ngập nửa thân. Tài xế cùng phụ lái bị thương nhẹ và tự mở cửa thoát ra ngoài. Hàng hóa bị nước tràn vào thấm ướt, kính thưa quý vị. Chưa rõ nguồn gốc độc tố khiến hải sản bị chết ở Kiên Giang. Chiều tối 19 tháng 5, bà Võ Thị Vân là phó giám đốc của sở TN và MT Kiên Giang cho biết đơn vị vừa có kết quả phân tích chất hoạt động bề mặt trong nước biển tại vị trí cửa kênh Tam Bản, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, khu vực hải sản chết trong thời gian qua. Có sự xuất hiện các chất N-hexadecanoic acid và octadecanoic acid, những chất này thường sử dụng trong sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa và mỹ phẩm. Hiện sở TN và MT Kiên Giang vẫn chưa tìm thấy mối tương quan giữa các cơ sở sản xuất trong khu vực với sự hiện diện của các chất này trong môi trường nước. Trong khi đó, thì chỉ tiêu nhu cầu oxy hóa học tại 3 vị trí trong kênh Tam Bản vượt từ 1,2 tới 1,5 lần. Tuy nhiên, với mức độ ô nhiễm này thì chưa thể gây chết hàng loạt động vật thủy sinh nếu như trong nước không có độc chất. Kết quả phân tích ảnh viễn thám cũng không tìm thấy có nguyên nhân ô nhiễm từ biển trên diện rộng từ khu vực huyện Kiên Lương đến thị xã Hà Tiên. Cũng theo bà Võ Thị Vân, hiện sở TN và MT Kiên Giang cũng chưa tìm thấy nguyên nhân có nguồn gốc từ biển, vùng biển ven bờ.
và từ đất liền gây ra hiện tượng hải sản chết vừa qua. Do đó, đơn vị sẽ phối hợp với đơn vị chức năng huyện Kiên Lương tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm soát ô nhiễm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn này, thưa quý vị. Nga sắp bàn giao 2 tàu khu trục cho Việt Nam. Nga chuẩn bị bàn giao cặp tàu khu trục Shepard 3.9 thứ 2 cho Việt Nam trong nửa cuối năm này. Trang Sputnik dẫn lời ông Renat Mistahov, giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodov, cho biết như vậy vào hôm 18 tháng 5. Vào năm 2011, Nga đã bàn giao cho Việt Nam cặp tàu đầu tiên. Ông Mistahov cũng cho biết công việc chế tàu cặp tàu khu trục đang diễn ra đúng kế hoạch. Tàu khu trục thứ nhất đã kiểm nghiệm viện hiện đang được sơn. Việc tàu tạo thủy thủ đoàn cũng đang diễn ra. Tàu khu trục thứ hai đang phải trải qua quá trình kiểm tra. Tàu bảo hộ vệ lớp Shepard được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm. Tàu Shepard 3.9 là phiên bản xuất khẩu của tàu hộ vệ 11661 của Nga, được chế tạo cho nhiệm vụ tuần tra, săn ngầm, tấn công các mục tiêu trên biển và đất liền, hỗ trợ hành quân và bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế. Nga hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam. Ngoài 4 tàu hậu vệ Shepard 3.9, Nga cũng bán cho Việt Nam 6 tàu ngầm Kilo trị giá là 2 tỷ Mỹ Kim, kính thưa quý vị. Quốc vụ Dũng biết không, là hồi nãy mình có một điểm tin của trong cái phần điểm tin thế giới đó, là nói về mìn bị nổ làm cho cái xe chạy qua bị chết 11 người đúng không? Dạ. Yeah. Thì nhân tiện nói về mìn nổ thì chị có đọc một cái tin ở nước Mozambique, chắc là thuộc châu Phi, yeah, hay là Nam Mỹ gì đó, không nhớ rõ lắm. Thì cái nước đó thì sau chiến tranh đó, có rất nhiều bãi mìn trong những cánh đồng của nông dân. Thì khiến cho nông dân họ ra thì họ cứ cày cấy là họ bị chết mỗi một ngày, trung bình là 1,000+ dân và trẻ em bị giết ở trên những cánh đồng đó. Yeah. Tại vì một chính ngày phủ, trung bình 1,000+ dân. Yeah, wow. Chính phủ thì không có đủ tiền để cho những chuyên viên đi gỡ mìn. Mà đi gỡ mìn rất là nguy hiểm, là tại vì ở đó họ là những cái dụng cụ gỡ mìn rất là thô sơ. Cho nên là họ thường thường là dùng cái giống như cái instinct đó, cái bản năng của họ nhiều hơn là dùng cái tool để mà gỡ mìn. Cho nên chết nhiều hơn những cái nhà chuyên gia mà gỡ mìn nữa. Cho nên họ không biết làm sao để giải quyết vấn đề đó. Và em biết cuối cùng họ giải quyết như thế nào không? Hay lắm, chị đọc rất là hay. Họ train chuột. À đúng rồi, em biết hay vậy. Dạ. Có đọc tin đó dạ, hả? Em không có đọc cái tin đó, nhưng mà cái tin train chuột này là hình như là Đông Nam Á của mình cũng train. Dạ, họ train những con chuột cống. Yeah. Con chuột cống đó rất là to như vậy nè, họ train những con chuột, họ đánh hơi. Mỗi một lần con chuột đánh hơi ra được cái mìn thì nó được thưởng một trái chuối. Cho nên là mấy chú chuột đó rất là thích ăn chuối. Yeah. Và đã coi như là giải quyết được vấn đề gỡ mìn ở nước đó, là khoảng bây giờ đã là 60-70% đã được giải quyết xong. Yeah, nhờ vào những con chuột đó. Yeah. Cho nên mình thấy chuột cống mình đừng có ghét nó nhé. Yeah. Nó rất là hữu dụng đó. Nó rất là hữu dụng. Có thể mà khi mà nó phát hiện ra, nhiều khi nó cũng banh xác luôn. Đỡ. Thì cũng đỡ. Chỉ là chuột cống. Dạ. Yeah. Rất là hay ha. Mình đừng có ghét chuột cống đó nha quý vị. Yeah. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny và Quốc Dũng xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc.